Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay Khoa theo chủ để đi nhận nhà. Thì cái căn này là căn gốc tại dự án Avin Homes Grand Park quận 9. Thì đây là cái phân khu The Rainbow, cái phân khu đầu tiên trong cái khu đô thị Avin Homes Grand Park ở quận 9. Thì đây là hôm nay nhận nhà là căn gốc. Căn gốc là sẽ là 69m2. 69m2 đó là tiêm tường. Thì bây giờ là chúng ta có mặt ở ngay tầng thứ 19 của lớp X501. Lớp X501 thì sẽ có độ cao là 25 tầng. Thì bây giờ chúng ta là đang ở khu vực thang máy. Thì các chị thấy là khu vực thang máy sảnh rất là rộng và rất là thoáng, và khách nhận nhà cũng khá là hài lòng với cái việc tiến độ bằng giao và cái những cái trang thiết bị bên trong thì cũng khá là hài lòng so với cái số tiền mà mình đã đưa ra. Thì khách cũng đã có phản hồi so sánh với bên Vinhome Central Park bên Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là khu vực sảnh thang máy của chúng ta. Thì sảnh thang máy thì chúng ta sẽ có là 3 thang máy ở một khu, ở một bên chúng ta sẽ có 3 thang máy và 2 thang dùng cho cư dân và 1 là thang tải. Chúng chị thấy là cái sảnh rất là rộng này. Thì đây là căn gốc. Căn gốc là căn thứ 11 của tòa X105. Đây là cái khu vực của chúng ta, là ở đây là sẽ có cái cửa. Cái cửa ngăn giữa cái khu này bên kia thì chúng ta có thể đi vào cái cửa bên đây và khu vô hướng này. Nhưng mà cái căn gốc thì sẽ nằm ở khu vực này luôn. Và trang thiết bị bằng giao, các chị thấy là như là có cái máy là sẽ thông tin cho chủ nhà biết là khi mà có khách hàng hay là có người thân tới thăm. Đây là sẽ hiển thị bên trong cái màn hình của chúng ta, bấm chuông ở đây. Thì thiết bị bên trong đây là chúng ta sẽ nhận phản hồi từ bên ngoài. Đó, các anh chị thấy là bên ngoài. Mình sẽ đi nghe các thông tin mình thấy. Các anh chị bấm ở bên trong nhận cái phản hồi và sẽ thấy. Đó, bây giờ bên trong chấp nhận và bên ngoài chúng ta thấy như thế này các chị. Chỉ là ở bên trong thấy ở bên ngoài nha, còn bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong. Và đặc biệt là từ ở bên dưới, từ ở cái tầng hầm gửi xe, chúng ta có thể gọi lên đây cho cái chủ nhân, hoặc là từ cái sảnh lễ tân chúng ta cũng có thể gọi lên bên đây được. Đây, khách hàng chủ nhà sẽ biết được và sẽ phản hồi từ phòng lễ tân là cho cư dân lên, hoặc là cho người thân để lên cái khu vực này nhờ bên phòng lễ tân ở bên sảnh hỗ trợ mình sẽ lên tới đây luôn. Đó là tiện ích. Còn đây là cái cửa là khá là ổn về cái trang thiết bị. Cửa là chúng ta là sẽ là có khóa cơ. Và đây là có cái từ ở bên đây. Mật khẩu, khóa cơ ở đây chúng ta. Và cửa cũng thấy là khá là ổn. Thì tất cả các căn hộ ở dự án bên Vinhomes Grand Park quận 9 thì sẽ bàn giao là không có bếp. Nhưng mà đặc biệt sẽ có những cái căn ở khu vực X5 là chúng ta sẽ bàn giao là có một vài căn ở khu vực dọc thẳng đứng là sẽ có khu vực thoát hết từ khu tư. Nhưng mà đa số hầu như là 90% là sẽ là bàn giao như thế này, không có bếp. Và tất cả những cái trang thiết bị này đã thể hiện sẵn để cho khách hàng có thể là di chuyển trên cái hướng bếp, trên hướng tủi hay là về mặt phong thủy. Và đặc biệt là cái căn ba phòng ngủ này, căn gốc là chúng ta sẽ đầu tư tặng cho cư dân 3 cái máy điều hòa không khí, là 2 cái máy ở bên trong phòng ngủ và 1 cái máy bên ngoài phòng khách. Đây là cái khu vực phòng khách của chúng ta. Phòng khách thì các chị thấy cái view cực kỳ thoáng, nhà căn gốc là rất là đẹp cái view. Đây là chúng ta thấy được cái sân bay máy bay luôn, cái khu vực máy bay luôn đây.
và nhìn được về phía đó có thể nhìn về phía trên mắt 81 chúng ta coi pháo hoa. Về phía ở đây mắt 81 thì chúng ta qua hướng phòng ngủ. Đó là bên dưới đây là cái đường đi vô của chúng ta. Đây ở bên dưới là chúng ta thấy được nè, anh chị thấy là cái hướng vô đó là cái hướng đường Nguyễn Xiển và cái lối vào ở bên đây, cái lối vào, và chúng ta sẽ có thể thấy được cái phân khu The Origami là đang mở bán ở đây, khu này, và cái khu vực này đó chính là sân góp Thủ Đức. Nguyên cái khu này là sân góp Thủ Đức, vào ban đêm là sẽ sáng rực cả một cái khu vực này luôn. Đây là cái lối vào của dự án. Và đây là cái khu vực là chúng ta sẽ ngồi đây, chúng ta mình những ghế sau ngồi và ngắm cảnh toàn cái view, và những cái khách mà có được những cái căn mà hai phòng ngủ cộng một đó là quá là hài lòng về cái góc cái view, hầu như là cái view nào của căn phòng ngủ cộng một đều đẹp hết, là cái từ trên xuống là chúng ta cái view hầu như là rất là sáng, cũng không cần đèn cũng đẹp. Ở đây chúng ta sẽ không cần đèn nữa nha, sáng cả một ngày. Và phòng khách thì chúng ta chắc chắn là sẽ có một cái nhà vệ sinh dành riêng cho phòng khách. Thì cái căn mà hai phòng ngủ sẽ có hai nhà vệ sinh. Các trang thiết bị bằng keo, thiết bị côn côn, bồn cầu và bồn rửa là Babo đều là của Toto. Và trang thiết bị thậm chí là những cái cuộn để giấy vệ sinh cũng khá là tốt. Nước chảy mạnh. Và mình cũng đã kiểm tra rồi là cái độ dốc cũng hài lòng, với cái độ dốc không bị đọng nước lại. Giờ thì chúng ta sẽ đi qua phòng master. Thì cái phòng master thì không phải là rộng lắm nhưng mà cũng vừa đủ đây. Phòng master chúng ta thì phòng master là sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong phòng master, thì đã có tặng cái máy lạnh ở bên đây. Đây cái phòng master của chúng ta thì nhà vệ sinh thì cũng tương tự như phòng nhà vệ sinh của phòng khách của ở đây, và cái view đặc biệt là cái phòng ngủ, cái view là cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ thấy được lên mắt 81 và thấy được pháo hoa vào các dịp lễ Tết ở đây. Đó, chúng ta sẽ thấy được lên mắt 81. Và phía bên kia là phía khu công nghệ cao Samsung, thì khu công nghệ cao sẽ được mở rộng lên gấp đôi trong cái thời gian sớm nhất. Cái trục đường ở bên dưới các chị thấy là ngay bên ngã ba chúng ta có lối vào, và phía trước là đường Nguyễn Xiển hiện đang rất là tấp nập ở đây. Nguyễn Xiển trong tương lai sẽ được mở rộng lên gần gấp đôi nữa nha các anh chị. Thì hiện bây giờ là khách đang nhận nhà khá là nhiều, các anh chị thấy là xe ra vô và bảo vệ là rất là nghiêm ngặt. Bảo vệ của Vin là từ trước tới giờ là nổi tiếng là nghiêm ngặt nhất. Bây giờ mời các anh chị chúng ta di chuyển qua cái khu vực cái phòng ngủ thứ hai.
và đây là cái phòng ngủ thứ hai. Và ở giữa phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai là chúng ta sẽ có một cái loa. Loa ở đây là chúng ta để phơi đồ, để máy giặt ở đây và phơi đồ ở đây. Đây là cái view về xuống bên dưới. Và sau này chúng ta cũng thấy được cái phân khu của origami theo phong cách Nhật Bản ở bên kia luôn. Và view về hướng sân góc. Sân góc của nước ban đêm đẹp lắm các vị ạ. Ban đêm sáng đẹp lên. Thì vừa mới xong
nhận bàn giao xong một căn hộ tại phân khu điện Rainbow. Thì các anh chị nào có nhu cầu về ký gửi cho thuê chuyển nhượng, và đặc biệt là bên Khoa có nhận thiết kế về thi công nội thất, hiện bây giờ là cũng đang có khá là nhiều khách hàng đang hỏi Khoa về vấn đề thiết kế thi công nội thất, và Khoa cũng đang nhận một vài căn ở đây. Nếu mà các anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655, có thể sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Nếu các anh chị không có tiện gọi điện thoại thì có thể để số điện thoại lại cho Khoa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.